Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang xem, đây là mẫu xe Honda HR-V, một mẫu xe gầm cao cỡ B được nhập khẩu nguyên chiếc. Trước khi đi vào chính sách bán hàng của từng phiên bản HR-V, thời điểm giữa tháng 3 này, em xin phép chia sẻ một số những thông tin mà thời gian vừa qua rất là nhiều anh em thắc mắc. Thứ nhất đó là nhà máy hỗ trợ anh em giảm 50% lệ phí trước bạ. Bản chất anh em phải hiểu là thuế trước bạ nhà nước thu. Nếu nhà nước giảm thuế trước bạ 50% cho xe lắp ráp như các lần trước thì không riêng gì xe Honda, mà mức giảm thuế này sẽ áp dụng cho tất cả các loại xe được lắp ráp tại Việt Nam. Và thời điểm hiện tại chưa có chính sách hỗ trợ giảm thuế trước bạ của nhà nước, nên thông tin giảm thuế trước bạ 50% của hãng xe bản chất là giảm trừ tiền mặt, trừ thẳng vào giá xe cho anh em. Em lấy ví dụ như mẫu Honda HR-VG, theo mức khuyến mại giảm 50% lệ phí trước bạ thì sẽ tương đương với số tiền là khoảng 30 cho đến 35 triệu. Số tiền này sẽ trừ thẳng vào giá xe cho anh em. Và khi anh em đi nộp thuế thì anh em vẫn phải đóng thuế bình thường cho nhà nước theo mức biểu thuế hiện tại. Hiện tại ngoài chính sách khuyến mại của nhà máy thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ thêm tiền mặt và nâng mức giảm tiền mặt tối đa cho anh em là hơn 40 triệu tùy từng phiên bản. Em sẽ cập nhật chi tiết ngay phần tiếp theo của video. Và vấn đề thứ hai đó là về đời xe của các phiên bản HR-V. Đối với phiên bản HR-VG thì xe là xe VIN24 sản xuất năm 2024. Còn đối với HR-VRS thì hiện tại vẫn đang còn những xe sản xuất 2023. Còn HR-V bản L hiện tại không có xe. Và trong video em sẽ không cập nhật chính sách bán hàng của HR-V bản L. Khi nào có xe thì em sẽ cập nhật sau cho anh em. Và mời anh em cùng đến với chính sách bán hàng của từng phiên bản Honda HR-V thời điểm giữa tháng 3. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Honda HR-V là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc với 3 phiên bản. Phiên bản thấp nhất đó là HR-V bản G. Phiên bản này được rất là nhiều anh em quan tâm vì giá bán của HR-V bản G thời điểm này chỉ khoảng hơn 650 triệu thôi. Phiên bản thứ hai đó là HR-V bản L. Phiên bản này hiện tại không có xe. Phiên bản thứ ba đó là HR-V bản RS, phiên bản cao cấp nhất. Chính sách bán hàng của Honda không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Và hiện tại bên em có cơ sở duy nhất ở Hà Nội. Anh em xem video cảm thấy giá bán phù hợp thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình, em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em. Anh em ở các tỉnh xa thì anh em nên cân đối thêm chi phí vận chuyển đi lại, vì bản chất em đã trừ hết tiền mặt vào giá xe cho anh em rồi, em không còn cơ sở để hỗ trợ những khoản chi phí khác cho anh em nữa. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng giữa tháng 3 cho anh em, đó là HR-V bản G. Em xin phép cập nhật lại thông số kỹ thuật của xe để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này anh em có thể nắm được. Honda HR-V bản G sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 119 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng trên phút. Trục cơ sở của xe là 2.610 mm, khoảng sáng gầm là 19,6 cm. Xe được trang bị phanh đĩa cả 4 bánh kèm na răng đúc 17 inch. Hỗ trợ vận hành thì có chế độ lái thể thao, lẫy chuyển số vô lăng, khởi động bằng nút bấm. Về ngoại thất, cụm đèn pha dạng bóng LED tích hợp cảm biến ánh sáng và tự động tắt theo thời gian. Có đèn daylight ban ngày dạng LED, đèn sương mù cũng là dạng LED, cụm đèn hậu dạng LED, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ. Về nội thất, xe được trang bị ghế nỉ màu đen, chỉnh cơ hàng ghế trước, hàng ghế sau gập 3 chế độ, có thể gập phẳng hoàn toàn. Cụm đồng hồ trung tâm và màn hình giải trí 8 inch có kết nối điện thoại thông minh. Xe được trang bị hệ thống âm thanh là 6 loa. Chìa khóa có chức năng để nổ từ xa. Xe trang bị phanh tay điện tử kèm auto hold. Hệ thống điều hòa, xe được trang bị điều hòa tự động một vùng. Về hệ thống an toàn, xe trang bị gần như là full gói an toàn chủ động Honda Sensing, chỉ không có camera cặp lề và túi khí rèm hai bên thôi. Giá niêm yết của chiếc HR-V bản G là 699 triệu. Ngoài ra thì anh em nào quan tâm đến màu đỏ và màu trắng thì mặc định sẽ cộng thêm 5 triệu. Và cái này là theo chính sách bán hàng của nhà máy. Tại thời điểm giữa tháng 3, chính sách bán hàng của đại lý bên em vẫn đang ổn định, hỗ trợ giảm trực tiếp 45 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em. Có nghĩa là giá bán cho anh em chỉ còn có 654 triệu. Anh em nào lựa chọn màu trắng và màu đỏ thì giá bán sẽ là 659 triệu. Đồng thời vẫn tặng thêm anh em 20 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Đồng thời anh em sẽ có thêm nhiều tùy chọn. Cụ thể là anh em muốn tặng thêm nhiều phụ kiện
thì em sẽ giảm tiền mặt hỗ trợ anh em đi, thì để nâng cho anh em cái khuyến mại phụ kiện lên, và tùy anh em lựa chọn. Nhưng quan điểm của em là cứ giảm trừ càng nhiều tiền mặt cho anh em càng tốt. Với giá bán 654 triệu, em xin phép tính giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo, và cụ thể như sau: anh em ở Hà Nội sẽ là 760 triệu, các tỉnh áp 12% là 740 triệu, các tỉnh áp 10% là 726 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 746 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau: anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 204 triệu, các tỉnh áp 12% là 184 triệu, các tỉnh áp 10% là 170 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 190 triệu. Trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, và năm đầu tiên trị giá là 9,1 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay tối đa anh em sẽ vay được ngân hàng cho phiên bản G là 555 triệu, thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,2 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,7 triệu, và lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 3 cho anh em, đó là chiếc Honda HR-V RS. Anh em lưu ý phiên bản này là hiện tại vẫn đang Vin 23. Về thông số kỹ thuật của phiên bản RS, xe sử dụng động cơ 1.5 turbo, vượt trội hơn hẳn so với phiên bản G em vừa mới cập nhật, kèm với hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 174 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Xe được trang bị la răng đúc 19 inch, khoảng sáng gầm xe là 18,1 cm. Cụm đèn trước có thêm đèn đuổi. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng và nội thất là ghế da chỉ đỏ đặc trưng cho bản RS. Xe có hỗ trợ Honda Connect. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị đến 8 loa. Hệ thống điều hòa thì xe được trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Về hệ thống an toàn thì có trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing, và được trang bị thêm những option chỉ duy nhất trên bản RS có, đó là camera hỗ trợ quan sát làn đường, hay anh em hay gọi là camera cặp lề. Cùng với đó là có thêm hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên và thêm túi khí rèm hai bên. Giá niêm yết là 871 triệu. Tại thời điểm giữa tháng 3, hỗ trợ giảm tiền mặt trực tiếp cho anh em là 53 triệu. Giá bán chỉ còn 818 triệu. Anh em lưu ý, anh em lựa chọn màu trắng đỏ thì mặc định sẽ vẫn cộng thêm 5 triệu. Đồng thời tặng thêm anh em 30 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom em. Anh em nào quan tâm đến list phụ kiện thì liên hệ với em sẽ gửi qua Zalo cho anh em để anh em tham khảo. Với giá bán 818 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau: anh em ở Hà Nội sẽ là 944 triệu, các tỉnh áp 12% là 925 triệu, các tỉnh áp 10% là 907 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 927 triệu. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc HR-V bản RS, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị thấp nhất như sau: anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 249 triệu, các tỉnh áp 12% là 229 triệu, các tỉnh áp 10% là 212 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 231 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, cái này là bắt buộc anh em mua trả góp. Và năm đầu trị giá là 11,4 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay tối đa 85% cho phiên bản RS của chiếc HR-V sẽ tương đương với số tiền là 695 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 12,8 triệu, trong đó gốc chia đều là 7,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,6 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản HR-V tại thời điểm giữa tháng 3. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn xe phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.